buồn ngủ, chả là chị Nabee la một cái điếc hết cả tay luôn. Rốt cuộc là nó từ đâu ra vậy? Ra khỏi nhà đi con bé. Trời đất ơi, qua đây trời ơi, cái dây là dẫn từ đâu vậy? Em đi đâu cả trời đất ơi. Ô đây rồi, trời đất ơi, chị Nabee làm cái gì vậy? Đánh tôi nát kìa. Ủa gì cái vậy? Sẵn sàng chưa? Cái gì vậy? Ủa tôi đã làm cái gì vậy? Tôi sẽ cho nổ tung nha. Tôi lấy cận cảnh rồi. Nó đang quay cái gì nhà mình vậy? Ôi trời đất ơi, kìa sao trên nhà của mình nó có một cái toilet vậy? Tôi gạt cần một cái là cái toilet khổng lồ sẽ rớt vô nhà tô gà và nhà tô gà sẽ nhổ tung luôn. Ôi, trời đất ơi, trời đất ơi, phải không? Đừng có làm gì, đếm nè, 3, 2, 1. Không ra cân đôi đừng vào. Ôi trời đất ơi, tôi luôn rồi. Trời ơi, cái toilet khổng lồ, trời đất ơi, mấy đứa kia tại sao lại làm vậy? Ai biểu mày thắng tao trong cái trận đấu Speaker Man với TV Man chơi? Thôi đi thôi chắc ơi. Đứng lại ơi, quay đi thôi, trời đất ơi, trời ơi, đứng lại. Tụi nó công cây ở cái video trước mình đã chiến thắng nó trong cái video thì các bạn nhớ coi video đó để biết nha. Nhưng mà bây giờ tức quá đi mất cái nhà tôi nổ mất tiêu rồi. Tại em với tôi là chị không giúp được gì hết trơn. Chị cứu được em là được rồi, bây giờ em phải nghĩ cách nào đó để xử lý tụi nó lại tại vì tụi nó quá quắc lắm rồi các bạn nha. Các bạn có cách nào không thì comment ở dưới nha. Còn bây giờ thì để tôi nghĩ cách coi. Tôi là nghe tiếng chị không? Sao mình nghe tiếng trực thăng đâu ra vậy con? Ôi đâu ra có chiếc trực thăng nó bay ngang nhà mình vậy? Ôi ơi. Cái này tao dành tặng cho người đó. Cái gì cậu cho nó bay mất tiêu luôn rồi các bạn ơi. Đây là cái gì đây? Thẻ bài Skibidi sao? Wow, trước mặt mình đây, đây chính là một cái bộ thẻ bài Skibidi từ 1 sao cho tới 5 sao luôn này, xịn quá trời luôn. Ai mà gửi qua cho tôi thì comment ở dưới nha. Nhưng mà quan trọng là bây giờ cái này xài sao đây? Hay là bây giờ em xài thử cái thẻ bài đầu tiên là Skibidi Toilet thử. Thẻ bài đầu tiên Skibidi Toilet với 1 sao này các bạn ơi, nghe cũng hợp lý, chúng ta sẽ sử dụng là tăng dần đúng không các bạn? Lấy thẻ bài đầu tiên thôi nào, hãy đang cầm thẻ bài Skibidi Toilet đây các bạn, và chúng ta còn chần chờ gì nữa và chúng ta không sử dụng nó thôi nào. Hãy cho em đã cho tên Skibidi Toilet rồi. Ok vậy thôi, chị Nabee đợi em, đợi em phải qua nhà em tô gà đây. Trời đất ơi quá vậy, cái gì tô gà TV đây mà trời. Trời ơi, chị nghĩ là tô gà hả? Đúng rồi, sau khi em sử dụng thẻ bài đó thì em đã trở thành Skibidi Toilet 1 sao rồi này các bạn, quá xịn quá xịn. Còn bây giờ thì chúng ta chuẩn bị đi qua chỗ thằng Huy núp với thằng Giác để xử lý nó thôi. Chào chị Nabee ơi, chắc nó đang cười hả hê với cái video hồi nãy nó quay nó phá nhà mình đó các bạn. Được rồi, để xem thử Skibidi Toilet 1 sao làm được gì nào. Tụi nó đang cười cái gì? Trời, để mình vô coi coi. Hình như tụi nó đang nói cái dây từ cái camera vô cái tivi. Trời đất ơi, thấy cái cảnh mà nồi nãy kia các bạn ơi, tức thiệt chứ. Coi cái là Skibidi đây. Sao nó nhìn hề vậy ta? Nó còn kêu mình hề nữa nè. Mọi người ơi, mấy đứa này quá quắc thiệt chứ. Vậy nó bay kiếm thôi con thú cưng gì nhìn hề vậy ạ? Cái này là tô gà đó. Đúng rồi, chuẩn bị nếm mùi nè, hãy cho. Đó chỉ là sơ kêu của mình đó. Cái bồn cầu nổi đi chạy đó. Tụi nó chạy vô đường rồi kìa. Nhưng mà bây giờ mình sẽ xử lý tụi nó bằng cách hồi nãy nó phá nhà mình đúng. Bây giờ mình sẽ ném tụi nó vô nhà nó cho cái đung nè. Mấy anh coi em ơi, tới đánh cái con Skibidi kia đi. Cái gì? Gâu lầm tới vô lầm kia. Mấy con gâu lầm tới đánh mày cho mấy ông đứng. Đánh nó đây, đánh nó đây. Mày là con gâu lầm mà mày. Đánh nó đỡ đi anh ơi. Dùng gâu lầm để đánh bại mình luôn rồi. Mình còn cái bản thẻ bài Skibidi mà đây rồi. Hồi nãy mình chỉ mới sử dụng thẻ bài đầu tiên đó chính là thẻ bài Skibidi Toilet. Và bây giờ mình sẽ lấy thẻ bài thứ hai có tên là Camera Man với 1,5 sao coi. Được rồi, lấy thế nào cho. Tôi lấy được rồi đây các bạn, đây chính là thẻ bài Camera Man. Lấy thế nào. Đi xử tụi kia một lần nữa nào. Được rồi, hãy cho. Tôi đã trở thành Camera Man sau khi sử dụng thẻ bài đó rồi. Qua trời ơi, nhìn tôi mắc cười quá, nhìn tôi ốm tông thêm. Nhưng mà sức mạnh của tôi đã bây giờ đã là 1,5 sao rồi nè các bạn à. Còn bây giờ chúng ta đi xử lý tụi nó xem thử những cái con gâu lầm kia có làm gì được mình nữa không nào. Ôi con gà đã trở lại kìa. Đúng rồi, tôi đã trở lại với 1,5 sao rồi đây. Ủa con gà là có con gì nữa vậy? Cameraman hả? Đúng như vậy đó. Gâu lầm ơi, tấn công nó đi. Bây giờ mình đã có kỹ năng của Cameraman rồi. Được rồi, kỹ năng của Cameraman lần này đó chính là mình sẽ dùng camera này để chụp ảnh tụi nó. Được rồi, mở camera lên, sau đó chúng ta ấy tôi sao tao như chị đưa luôn rồi. Tại vì sau khi mình chụp cái bức hình một cái tất cả mọi người sẽ bị đứng hình luôn rồi này. Ôi ơi, con mất chị Nabee cũng bị đứng yên luôn rồi. Bây giờ để mình giải cứu chị Nabee được rồi. Bây giờ em để chụp chịu cái là chị sẽ được nè. Ây cha, chị Nabee đã di chuyển được rồi đó. Ha ha ha. Còn bây giờ Phi đã xử lý sau đây. Bắt cái đầu nó cái này. Cha này đi hả hồi nãy cho tôi này. Đây dắt này dắt sao rồi. Huy đập lại mày ui đập lại bây giờ mày là quánh mày dám làm gì tao hả? Ha ha trời ơi, cameraman xịn quá các bạn à. Kết liễu Huy bé dắt thôi nào các bạn ơi. Trời ơi. Hiểu lực rồi, bây giờ nó chạy mất tiêu luôn rồi. Trời đất ơi, mấy đứa này chạy lẹ thì chứ à, không biết tụi nó tính làm vậy rồi. Nó chạy vô cái phòng thí nghiệm được rồi, để coi chị Nabee. Hello chị Nabee, chị sao rồi? Chụp hình cho một bức hay tao. Ok, được rồi chị Nabee cười lên, em chụp cho một bức này được rồi. Hay cha. Có bức hình của Nabee rồi nè, được rồi cho Nabee rồi đó, đẹp không? Đẹp không? Đẹp liền, đẹp liền cho rồi. Cameraman không chỉ có sức mạnh mà chúng ta có thể chụp hình người khác nữa các bạn, vui quá à. Ê, cô ra coi chừng. Ờ có vụ cái này. Tụi nó cầm nguyên súng gì đâu ra vậy ba? Đâu đâu súng gì mạnh quá vậy? Tao vừa chế tạo được vũ khí mới đó. Trời ơi, chính là vũ khí mới được chế tạo ra đâu rồi. Thôi thôi chạy thôi. Chết luôn rồi các bạn ơi. Ôi giời, tôi trở lại bình thường luôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thẻ bài tiếp theo thôi nào. Chứ là thẻ bài 2 sao Speaker Man, tôi sẽ lấy nó đây. Cha. Chuẩn bị sử dụng nó thế nào hãy cha. Ôi giời ơi, tôi trở thành Speaker Man khổng lồ rồi nè các bạn ơi. Để coi bây giờ tụi nó còn dám làm gì mình khi mình đã trở thành con Speaker Man khổng lồ mạnh mẽ như vậy rồi. Đâu rồi Huy bây giắc đâu rồi, ra đây coi. Trên đầu của mình đã là 2 sao rồi nè các bạn ơi. Tụi nó đâu rồi ta? Tôi thấy được tụi nó rồi kìa. Chạy bắn ra đây, bắn ra đây. Ôi không có xi nhê gì luôn các bạn ơi. Đúng là Speaker Man mạnh mẽ quá đây à. Cái gì kỳ quá vậy? Còn bây giờ thì tới lượt tô gà TV này được rồi. Dùng lô để phát thanh thôi nào. Đi các bạn ơi, mình la tới mức nó điếc tai mà nó xỉu luôn rồi các bạn à. Sau đợt này chắc tụi nó đã biết lỗi mà nó không dám kêu mình đâu. Không kìa mày nữa đâu. Cái đứa này không sợ tao nữa hả? Được rồi, bây giờ mình sẽ la cho nó điếc tai nữa này coi. Được rồi. Ủa sao không có gì ra vậy? Cái gì nó đeo tai nghe vô rồi kìa các bạn ơi. Trời, mấy cái đứa này nó đeo tai nghe nó bịt tai lại nên là nó không có bị điếc tai nữa kìa. Mà nhà máy này nó cứ bắn mình hoài vậy. Tức thiệt chứ tụi nó đeo tai nghe rồi. Và bây giờ mình sẽ không sử dụng cái con hả Speaker Man này nữa mà chúng ta sẽ tới với cái thẻ bài tiếp theo. Các bạn biết gì chứ, nó chỉ là TV Man 3 sao. Đây là tôi nào hãy cho. Và tôi đã lấy thành công thẻ bài tiếp theo, đó chính là thẻ bài hả TV Man 3 sao rồi nè. Đi xử tụi nó, tụi nào để xem lần này tụi nó bịt tai lại còn tác dụng nữa không hả? Tụi bay nó gọi TV Man 3 sao tới rồi đây. Okay. Không nghe gì hết được nữa đâu. Mấy cái thằng này lì đi chứ. Mình sẽ sử dụng skill tiếp theo, đó chính là thôi miên nè cho. Mình đang thôi miên tụi nó nè các bạn ơi. Bây giờ hai đứa đã bị thôi miên rồi. Bây giờ hãy sử dụng cây súng nãy giờ để mà tự bắn nhau luôn đi. Ôi nó đã bị thôi miên các bạn. Nó đã bị thôi miên rồi kìa các bạn. Rồi dắt nó bạn bị bắn bởi Huy luôn rồi. Bây giờ Huy nó phải tự đập cái đầu vô cái cột trụ kia đi. Nó bắt đầu kìa bạn. Đúng là nó bị thôi miên thiệt rồi các bạn à. Mình đang làm gì vậy? Trời, nó tỉnh lại rồi, nó tỉnh lại rồi, nó bỏ chạy luôn rồi. Lần sau đừng có dám mà hả trốn tao được phá nhà tao nữa nghe chưa? Thôi kìa ơi, chưa xong tao. Tụi nó chưa biết lỗi tao cái gì vậy? Nó dắt ai tới vậy? Ôi, em tới Skibidi Toilet. Cái gì đâu ra, đây chính là Skibidi Toilet thiệt sự sao? Nhìn nó ghê quá vậy. Tên này kêu ta tới để đánh người đó. Cái gì dắt ơi, ông kêu lộn người đó là quái vật mà dắt. Rồi ông ấy bật kỳ cơm nó cái gì vậy? Ôi, nó sự dắt luôn rồi, kia chạy được ơi, tôi đã bảo mà. Còn bây giờ ta tiêu diệt ngươi nè. Nó bắn mình kia, chạy rồi các bạn. Bây giờ nếu mà với TV Man này mình không thể đánh bại là được đó. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thẻ bài tiếp theo thôi nào. Chúng ta sẽ sử dụng Skibidi để đánh bại Skibidi luôn, gọi là gậy ông đập lưng ông luôn các bạn. Được rồi, lấy nó thôi nào. Với cái con Skibidi này tôi nghĩ tôi có thể tiêu diệt nó. Đâu rồi Skibidi hơi bị xỉn luôn đó. Đâu rồi ôi nó kìa coi. Ôi dừng lại đi. Xin chào đồng loại. Ta không phải là đồng loại của ngươi, ta chỉ là kẻ thù của ngươi. Ai được rồi hãy mày bắn mình luôn kìa. Mày Skibidi này hơi bị mạnh đó nha. Không chỉ Skibidi là đánh bằng tay được mà nó còn có vũ khí, đó chính là 2 cây súng các bạn đâu. Bây giờ cầm súng lên này cho mày nè. Tiêu gì đừng nói rồi các bạn, quá là mạnh luôn. Thôi cho tôi đánh em trai của ta hả tên kia. Đó là Skibidi gì vậy? Skibidi của ta. Trời đất ơi. Bây giờ thì chốt tôi. Trời ơi. Trời ơi. Nó bắn đi đâu. Trời ơi, chạy lại, sủi lại thôi. Đâu ra đâu quá vậy trời. Ôi trời ơi, mình con này 3,5 sao mà không đánh lại con này sao được, gọi tao sẽ đánh lươn luôn này. Hay trời ơi, sao nó không có xi nhê gì hết trơn vậy? Nó mạnh quá các bạn, nó mạnh quá. Tôi dám phản bội đồng đội. Ôi trời ơi, không có phản bội gì đâu. Ôi trời ơi, chúng ta phải sử dụng thẻ bài tiếp theo thôi. Chứ là thẻ bài Titan Camera với 4 sao vô cùng mạnh. Được rồi, lấy ra tôi nào hãy cha. Tôi đã trở thành con camera Titan rồi đây các bạn ơi. Ui, vợ cầm ra bên vợ mạo hả? Chỉ là tô gà TV chứ không phải là cái gì cả. Không quan trọng ơi, có gì chơi là sẽ xử thôi. Ôi ơi, được rồi, ngồi thì nhau vô. Hãy cha, hãy cha, bay đây con. Ôi ơi, ta đã mạnh hơn ngươi nhiều rồi, ta 4 sao ở đây. Hãy cha, trời ơi, cây búa mạnh quá rồi. Được rồi, hãy cha, bay bay đây con. Hãy cha, được rồi, kết liễu người nè. Hãy cha, tiêu diệt được con Skibidi đó rồi các bạn ơi. Vậy là xong rồi đó. Trời trời ơi, nhưng mà cái làng của mình, cái gì? Ôi sao mình nghe tiếng quay? Đó chính là con gì nữa vậy? Trời ơi, Skibidi gì có hai cái cưa vậy? Hai tên kia người đã tiêu diệt hai đứa con của ta sao? Thì ra hai cái con Skibidi vừa nãy mình vừa đánh bại đó chính là con của con Skibidi quái vật này sao? Người đã tiêu diệt rồi sao? Tao sẽ xử ngươi. Ôi trời, nó cưa kìa bà, nó cưa kiểu trời ơi, con này mạnh quá. Mày đây con, mày đây con. Bây giờ chết rồi các bạn, con này nó mạnh quá, mình không có đánh lại nó rồi. Bây giờ chúng ta phải sử dụng thẻ bài tiếp theo thôi các bạn ơi. Với 4,5 sao đó chính là con Titan Specter nó mới có thể đánh bại được con này. Được rồi, còn bây giờ mình sẽ lấy thẻ bài này. Hãy cha, tôi đã trở thành thứ gì rồi đây các bạn ơi, quá là bự luôn. Đây chính là Titan Speaker Man, còn quái vật Skibidi hồi nãy đâu rồi? À đây, mà ta dắt thêm người tới xử tôi nè. Ôi đâu ra một con Skibidi khác đây rồi. Nhưng mà bây giờ mình đã là Speaker Man 4 sao rồi, ngươi ngon ngươi lại đây. Hãy cha, bắn này, mày đi coi, cha, bắn hai đứa hai bên luôn này coi. Wow, cha, mày đây con, bắn mày đây con. Mình không ngán bố con ai luôn rồi các bạn. Những cái con Skibidi ngon thì ra đây đi. Tô gà Speaker Man không sợ đâu, không sợ đâu. Tô gà ơi, cứu chị với. Con gì nè? Con gì? Ý chị là sao? Cái gì vậy? Con gì đằng sau lưng chị nó bị vậy? Ôi đây chính là hả? Cái gì trả thù cho gia tộc Skibidi hả? Trời ơi, đây chính là Skibidi chùm cuối này các bạn. Không ngờ băng quá chơi luôn kìa các bạn. Chết rồi, con này là con Skibidi chùm cuối, nó quá nhiều tên lửa mạnh quá. Chết rồi trời, bây giờ chúng ta mà còn chần chờ gì nữa mà không sử dụng thẻ bài cuối cùng để đánh bại con này luôn nào các bạn. Chạy chứ. Được rồi, và thẻ bài cuối cùng đó chính là thẻ bài Titan TV Man với 5 sao này các bạn. Bây giờ lấy nó thôi nào. Hôm tôi đã trở thành thứ gì đây các bạn thấy chưa ạ? Đó chính là TV Man. Và bây giờ mình không sợ cái thứ gì hết rồi hả Kiên? Ủa ok được rồi, vậy thì nhào vô. Bây giờ mình có một tiền chiêu của TV đó chính là mình sẽ kẹp nó lại và mình thôi miên nó. Hãy cho. Ở đâu rồi? Không rồi, kẹp nó lại nè. Hãy cho và thôi miên nó cho. Mày đây con, kẹp nó lại nè. Hãy cho. Ôi rồi, các bạn thấy hai cái bóng buốt sau lưng của mình đâu đó, mình xin sử dụng nó kẹp nó lại. Ngươi đầu hàng chưa hả? Cái gì? Ôi tới đây nó trâu bò quá vậy rồi. Được rồi, mình sẽ tiếp tục sử dụng những kỹ năng khác của TV Man. Các bạn có thấy đằng sau lưng tôi đó chỉ là một quả tên lửa khổng lồ không? Và bây giờ ngươi đầu hàng đi, nếu không ta sẽ sử dụng nó để tiêu diệt ngươi đó. Được rồi, vậy thì đừng có trách ta Tô gà TV Man. Hãy tấn công vào nó luôn đi. Sao cái tên lửa khổng lồ kìa các bạn ơi, bay vô. Yeah, chúng ta đã tiêu diệt được nó rồi, thành công rồi các bạn. Vậy là mình đã thành công sử dụng 8 cái thẻ bài Skibidi để tiêu diệt được tất cả những con Skibidi và gọi là xử lý được Tà Huy và Tà Nhắc. Thì các bạn thấy video này như nào, đừng quên like và subscribe cho mình. Còn bây giờ thì chúng ta đã xong rồi, đi giải cứu làng sinh tố rồi. Nếu các bạn muốn coi một video khác về Skibidi thì hãy bấm vô đây. Và bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.